Những ngày qua, thông tin về trận động đất thương tâm tại nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ luôn thu hút nhiều người quan tâm. Hiện đã ghi nhận hơn 21.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cùng hàng chục ngàn người khác bị thương trong động đất kinh hoàng này. Khi công tác tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục kéo dài sang ngày thứ Năm trong điều kiện lạnh giá vào ngày 10 tháng 2 để cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Và vào tối qua, ngày 9 tháng 2, đoàn chiến sĩ chuyên nghiệp cứu nạn cứu hộ của nước ta đã nhận nhiệm vụ hỏa tốc lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân trong thảm họa động đất tại nước này. Những hình ảnh giàu lòng nhân ái, đậm chất Việt Nam sẽ mở đầu cho chuyên mục tin nóng hôm nay. Trong đoàn có 5 cán bộ chiến sĩ giỏi tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp tham gia rất nhiều vụ cứu nạn cứu hộ trên toàn quốc, cứu sống hàng trăm nạn nhân thoát khỏi tử thần, trong đó có nhiều người gặp nạn trong tình huống nguy hiểm như hỏa hoạn, hang sâu, kênh nước độc. Được biết, đoàn Việt Nam tham gia cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này có 24 đồng chí trong lực lượng công an nhân dân, đều là những chuyên gia tinh anh trong lực lượng cứu nạn cứu hộ của cả nước. Tối qua, đoàn bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ nước bạn khẩn trương tìm kiếm và ứng cứu những nạn nhân còn kẹt lại trong trận động đất.